Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh những đĩa hoa quả rất là ngon này, rất là nhiều loại quả. Hãy cùng bắt tay vào tô mình nhé. Trước tiên là dưa hấu thì mình sẽ tô màu đỏ này. Đĩa dâu tây, quả dâu này mình cũng sẽ tô màu đỏ. Bạn nhớ theo dõi hết video để xem mình hoàn thành bức tranh nhé. Chuối mình tô màu vàng. Hãy
vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh những quả rất là ngon này, cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây, đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.